Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, khôi phục và ổn định chăn nuôi. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã ban hành quyết định 1289 tạm ứng kinh phí trên 161 triệu đồng hỗ trợ 24 hộ có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi thời điểm trước ngày 27 tháng 7. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, tránh việc lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi. Ngay sau khi nhận được thông báo của người dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân huyện đã nhanh chóng xác minh thông tin, khẩn trương thành lập các tổ công tác đến tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, thực hiện việc phân loại, kiểm kê, tiêu hủy và ra soát lập danh sách cụ thể để chi trả kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại. Mức hỗ trợ được áp dụng theo quyết định 593 ngày 3 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quyết định 793 ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tùy thời điểm và quy định cụ thể đối với lợn nái, lợn đực, giống đang trong giai đoạn khai thác và các loại lợn còn lại. Mức hỗ trợ từ 25.000 đồng trên 1 kg đến 45.600 đồng trên 1 kg. Theo số liệu tổng hợp, đến thời điểm này, huyện Tân Lạc ghi nhận 13 xã, thị trấn xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó có 6 trên 13 xã đã công bố hết dịch, gồm xã Tử Nê, Lỗ Sơn, Giang Mô, Trung Hòa, Ngọc Mỹ và Đông Lai. Riêng xã Đông Lai, bệnh dịch lại mới tái phát. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đến thời điểm này là 741 con với tổng trọng lượng hơn 3,3 tấn. Để tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng cũng như các địa phương theo dõi diễn biến của dịch bệnh từng ngày với phương châm phòng chống dịch như chống giặc. Phòng là chính, cơ sở và người dân là chính đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi buộc phải tiêu hủy tiếp tục được tổng hợp nghiên cứu công khai minh bạch